Gà nào? Gà tao. Hả? Gà mái đẻ của tao. Thì nó vô trong này rồi nè. Hello anh em nha. Thì bữa nay Tú lại vô nhà của Nghĩa Ủ nữa nè anh em. Thì nói chung là cái clip bữa trước á, là vô nhà Nghĩa Ủ, thì Nghĩa Ủ nói bữa nào vô sớm Nghĩa Ủ đãi ăn món này món nọ. Nhưng mà bữa trước vô á, anh em nghĩ sao, Nghĩa Ủ kêu vô nhà chơi, Nghĩa Ủ đãi ăn củ mì nướng anh em. Ừ, nhà biết nhiêu gà nhiêu vịt luôn, không đãi đi đãi ăn củ mì nướng. Ăn bữa đó về ha, trời ơi trời, địch thì đừng có nói tới luôn, địch sao muốn banh cái phòng làm việc Tú luôn hả trời. Ôi, Nghĩa Ủ nó ác với Tú ghê anh em. Gặp bữa đó nó nướng củ mì cho Tú ăn mà nó nướng sống nữa, bởi vì nó nướng chín đâu. Ừ, ăn cục nào nó sực, tối về thôi rồi luôn, đánh bơm liều chết không à, tròn vô bụm. Rồi thì cái clip ngày hôm nay á là Tú với Caramel sẽ đột nhập vô nhà Nghĩa Ủ. Thì vô đây mình cho Nghĩa Ủ nha anh em, cho bằng cách là bữa trước nó hứa vô cho ăn gà vịt sơn hào hải vị gì các kiểu mà không thấy, nên bữa nay Tú với Caramel quyết định là vô chơi luôn, mình tự chơi luôn. Thì nhà Nghĩa Ủ thì không có gì ngoài điều kiện gà với vịt đồ gì trái cây thì bao la luôn anh em, ăn thoải mái. Nghĩa Ủ nói tiền bạc không có chứ ba cái đó thì không có nhầm gì hết trơn á, nên Tú quyết định là ngày hôm nay Tú sẽ vô nhà Nghĩa Ủ và Tú sẽ chọn một con gà, không phải là Tú chọn Tú đem về nhà nha. Tú chọn một con gà của Nghĩa Ủ xong rồi Tú mần sạch sẽ nấu nướng chín luôn. Tú sẽ điện Nghĩa Ủ về, tại hiện tại Nghĩa Ủ không có nhà nha anh em. Nghĩa Ủ đi gấp lắp cái gì TV box gì á, Nghĩa Ủ không có nhà, nên Tú sẽ làm sẵn nấu chín này kia kiểu luôn, dọn sẵn lên luôn, chứ alo Nghĩa Ủ về nữa thôi là cùng thưởng thức. Thì ăn xong con gà thì Tú mới nói cho Nghĩa Ủ biết, thì để coi cái phản ứng của Nghĩa Ủ như thế nào nha anh em. Ok, let's go. Rồi ok anh em ơi, thì phía trong đó là nhà của Nghĩa Ủ á. Thì cái clip trước thì Tú cũng có quay cho anh em coi là anh em biết cái nhà Nghĩa Ủ như thế nào rồi phải không? Thì cây trái này kia là xum xê này cái kiểu luôn. Thì Tấn thấy gì không Tấn? Thấy hai con gà không? À. Thấy chưa? À, à. Thì nói chung là có một con úp sẵn luôn anh em, con gà đó gà mái như Nghĩa Ủ úp tặng cho nó đẻ hay gì đó anh em. Đó, có con gà mái úp để cho nó đẻ hay gì đó. Thì bây giờ Tú sẽ chơi lớn luôn, chơi lớn một lần cho thử coi Nghĩa Ủ có trầm trồ hay không. Lụm con gà đó luôn. Đi Tấn. Thì hên một cái là nay Nghĩa Ủ không có nhà, chỉ có cha với mẹ Nghĩa Ủ ở nhà thôi, nên mình dễ làm việc lắm anh em. Nè con gà nè. Nè thấy không, úp sẵn con gà đây luôn nè. Thì kiểu như là úp để cho nó đẻ, đừng nó đừng đi đẻ tầm bậy á anh em. Con này cả ký mấy á Tấn? Chờ đẻ mà. Ồ, chắc thịt ghê trời. Mà làm gì về nó phát hiện ra. Anh em biết sao không? Tôi để cho nó hở cái bội lên, có gì cái tôi nói con gà nó tung bội nó chạy mất tiêu rồi, còn con gà này tôi mua. Rồi vậy cho Nghĩa Ủ nó đỡ bị phát hiện nha anh em. Thì nè, nhìn chung thì con gà này nó khá là nặng á. Cả ký mấy á. Để hồi kiếm trứng coi nó có đẻ đâu. Gà biết bao không Tấn? Biết à. Tôi mới tính thải anh thải rồi. Ơi ẩu à. Ẩu. Chân xanh mắt mắt ớt. Mắt lé. Lé đâu ba. Chân xanh mắt ớt nội ơi. Rồi ok anh em ơi, thì bây giờ Tú sẽ tiến hành vô làm thịt con gà này nha. Thì nói chung là quá trình làm thì không thể nào quay lại cho anh em coi được, tại vì lý do là bên YouTube nó không có cho mình quay những cái cảnh máu me giết mổ này kia anh em. Nên cái khoảng đó Tú sẽ cắt nha. Chừng nào mần xong con gà thì Tú sẽ quay tiếp cho anh em coi. Ok anh em ơi. Thì nói chung là Tú sẽ tận dụng tất cả những gì mà nhà Nghĩa có luôn nha. Tú sẽ lấy gạch Tú ra ngoài kia đặng Tú làm cái bếp, Tú nấu ngoài luôn, chứ nấu trong nhà rồi hết ra Nghĩa nó về nó chửi chết. Đó. Ba công việc này thì quá quen thuộc rồi. Đồ quỷ phụ hồ làm tối ngày.
Ok anh em ơi, thì vị trí này nó sẽ đẹp hơn, ngồi ngoài đây luôn. Rồi bây giờ thì đơn giản thôi, mà mình xây một cái bếp. Đây đi. Đó. Vậy. Vậy bỏ cái nồi lên là ok rồi. Giờ bật củi vô thôi. Bật củi với mình lấy nồi son đồ gì vô là ok rồi. Thì Tú sẽ làm hết tất cả mọi thứ luôn. Nghĩa chỉ về ngồi ăn thôi. Ăn và cảm nhận cái con gà của Nghĩa nó sẽ ngon đến cỡ nào nha anh em. Nhưng mà để cho Nghĩa ăn xong no nê đồ gì các kiểu nha, mình mới nói nha, chứ chưa ăn mà nói chắc nó dí mình chạy chết luôn á. Rồi, thì đây là cái con gà nãy đã mần sạch hết trơn rồi nha anh em. Gà, nồi, nắp, đồ nghề, tất cả mọi thứ đều của Nghĩa ủ hết. Chuyến này Nghĩa ủ lỗ nặng luôn anh em ơi. Đây, thì Tú sẽ luộc nha. À, cái bếp này nó nguy hiểm quá Tứ, có sao không Tứ? Sửa lại đi. Trời. Dụng cụ đây là chuẩn bị hết luôn anh em. Ok anh em ơi, thì Tú ngồi Tú chậm xong cái nồi rồi đó. Giờ hiện tại ngồi đợi nó chín đó thôi. Thì trong giây lát đợi nó chín thì Tú sẽ điện cho Nghĩa ủ nha anh em. Để Nghĩa ủ về kịp ăn luôn á. Thì Nghĩa ủ đi gắn cũng gần đây thôi à. Điện cho đại ca Nghĩa ủ. Chuyến này mình chơi Nghĩa ủ vố hơi lớn rồi nha anh em. Alo. Ủa đâu rồi Nghĩa? Ta đang đi làm. Chứ bây giờ đi về, về lẹ mày ơi. Về lẹ ăn gà, gà luộc nè, gà luộc xả nè. Ở đâu ở vậy? Ở nhà mày luôn nè. Chạy về tới. Ờ tranh thủ nha, để tối nha. Ok nhớ chưa tao nha mày. Tao đại về ăn chung luôn á. Ok ok. Rồi. Ok anh em ơi. Thì Nghĩa ủ chuẩn bị về đó. Chút xíu nữa là Nghĩa ủ về tới á. Thì giờ Tú chụm cái nồi này chứ cũng gần xong rồi. Thì trong giây lát chờ đợi cái gà nó chín đó anh em, thì Tú sẽ làm cái đồ chấm trước nha. Thì bữa nay Tú sẽ chấm cái gà luộc này với là muối ớt siêu cay. Đây toàn bộ nguyên liệu ở nhà Nghĩa luôn. Nói chung là bữa nay mình chơi bạc ti là nhà Nghĩa hết. Ba chiếc siêu to khổng lồ. Chơi luôn. Cái gì đây? Hành phi, chơi luôn. Cái gì đây? Trời ơi, nhà Nghĩa nó ăn đường gì mà học nọc mấy như trâu vậy anh em. Đường gì đâu học cũng chán chạy. Chơi luôn. Này đây. Này bột nêm, thôi bột nêm khỏi. Không ăn bột nêm. Chuyến này cho Nghĩa nó ăn xé lưỡi luôn anh em ơi. Gặp Nghĩa nó ăn cay không được nữa. Chuyến này Nghĩa lỗ nặng rồi. Đó. Đó anh em thấy không? Siêu cay. Không thể nào tưởng tượng được. Thì nói chung nãy giờ cũng khá là lâu rồi. Tôi nghĩ chắc là nó chín rồi anh em. Con gà này không đến nỗi là quá già đâu. Chín rồi đó. Thì gà luộc đã hả? Này hay ghê rồi, nãy giờ không về, giờ xong hết trơn rồi mới chịu về. Biết không? Ui, mạnh quá. Vô ăn nè. Chưa. Chính rồi hả?
Đi đâu xa lắm không? Ai gì mặc đồ ghi giống như ninja vậy ba? Xa vậy? Anh em thấy Nghĩa ủ đi giống như ninja vậy, khẩu trang, mắt kiến, áo khoác, đồ trùm kín bít. Dính chưa? Dính rồi, nãy giờ lâu lắm rồi. Từ hồi tao điện mày là tao lột á. Hèn chi đói bụng, đang đói bụng luôn. Mấy thằng như mày hay chích linh. Mở nắp coi Nghĩa. Mở nắp rồi kiểm tra coi. Thôi, quá. Thôn, thôn, thôn. Ôi, đã hả? Ôi trời. Nãy giờ lâu lắm luôn rồi, chắc tới chín rồi hả Nghĩa? Ờ. Chín không mày? À, mày điện tao là mày nấu chưa? Lúc đó đang nấu á. Dạ chín rồi. Ok anh em ơi, thì tôi nghĩ là nãy giờ lâu lắm rồi, chắc là nó chín rồi đó anh em. Con gà này không đến nổi quá già đâu. Ôi trời, nóng à, anh em thấy khói không? Ê, còn mấy bộ phận mày không lấy ra ha? Cái gì? Mề gan. Còn mề, còn gan gan. Quên mày, trời ơi, tao cũng đang đói bụng. Gấp quá ha. Gấp gấp. Thơm quá. Ok anh em ơi, mày cầm đi, tao đậy nắp lại. Ừ, đây 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 đó. Đây anh em. Thì con gà của Tú luộc cũng ok rồi nè. Ôi ôi, tới tiền luôn anh em ơi. Lâu lâu Tú đã gà ăn lần băng. Chưa rửa tay đàng hoàng ba, đi làm về không rửa tay rửa chân gì trơn, ham ăn ghê luôn à. Thanh niên vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Ui trời ơi. Đây, mình sẽ dùng món này với muối ớt sục gai. Sao, thấy anh em tốt không? Quá tốt. Phải cỡ đó mới được. Vậy mới làm việc với mày được lâu dài chứ. Thì đó, phải vậy anh em, phải thương mến như vậy mới gắn bó lâu dài được. Chứ ấy sao được. Dạ đã. Tém đi, tém đi. Tao quất cái này trước cho. Mày khôn quá ha. Nói chứ cho caramel ăn chứ. Mà tất cả anh em luôn nha. Trời ơi, nó biết mình ăn ớt dở. Tâm ớt chi nhiều vậy? Để mới ngon ba. Mà tất cả anh em à. Cay quá ba. Cay đầu cay. Công nhận con gà này ngon thiệt con Tứng. Ngon thiệt không? Hả? Mới ăn gan xương xương. Bỏ đặt ăn cốc chấm. Hái cây gốc nhà tao hay vậy? Ừ. Còn cây đúng cây một cái luôn á. Có cây cốc, có trái mà bạn. Rồi. Nó mềm gục luôn á nè. Chân đen. Đã thì chứ. Ừ. Dạ này đã. Ừ. Ủa, nó mềm rục luôn. Ừ. Tới tiền. Mốt đem hoài vô nha. Hả? Mốt đừng bỏ tật đó nha. Đem hoài, tao ăn hoài. Đem hoài luôn á. Bình thường. Ok. Mang vậy không? Ăn. Ừ, mai dịch nấu cà ri ha. Đặng biết đâu, mai tao sắp xếp tao về sớm. Có gì mai mai dịch nấu cà ri nha. Ok. Đây. Cay thiệt anh em ơi, cay quá trứng cay. Trời nó nay phá lệ ăn cay đại đi. Nãy hàm hố đâm ba chai ớt. Nghĩa vậy dịch cái. Trời ơi. Gà công nhận ngọt ghê luôn anh em. Mời tất cả mọi người luôn. Cay quá mấy cha. Ngon không? Ngon. Rồi miễn phí mà phải ngon chứ mày. Ăn đi, hồi tao nói mày nghe sự tích này em. Sự tích gì ba? Sự tích về con gà. Ăn đi, hồi tao kể cho em. Để ta đang ăn kể mày nghe mày mắc ngon. Đúng rồi. Nhất phao câu nhì đầu cánh. Vớt cái phao câu trước nha anh em. Tú là tú phái ăn phao câu dữ. Ăn thử cái chân nó kìa, đã thiệt mềm ẹo luôn á. Ừ. Chân xanh mắt ếch luôn á cha. Gà mái thì gà mái mà hả? Nó tên ha. Gà mái này đang ấy đẻ luôn á. Một cái này cũng ngon. Ừ, thì nó chuẩn bị đẻ nè, tao thấy úp bội là chuẩn bị đẻ luôn á. Nói chung là cũng khá là lâu rồi chưa ăn thịt gà. Nên nay ăn lại cái trụ nó ngon. Chưa cho caramel một bên đi. Ok. Mình bên thôi, tội nghiệp caramel. Cay thì đừng nói tới luôn nha anh em. Quá trời cay luôn. Đâm chén muối ớt này thất bại quá. Cay quá.
đúng rồi. Móc đựng đâm ớt cay cay rồi. Con ăn không được. Ăn không được thấy chấm lia chấm lẹ ba. Một chấm rồi. Gà ngọt quá trời ngọt. Gà này nó tơ á, nó ngọt. Gà này chắc chưa đẻ lúa nào. Này không, tao thấy này gần đẻ, chuẩn bị đẻ nè. Hiểu, gần đẻ. Đẻ lúa này lúa đầu á. Giờ là gà so. Tao thấy người ta ướp bội luôn á. Ướp bội bán chứ làm gì. Tại ướp bội cho nó đẻ cha. Ủa vậy hả? Ủa kỳ vậy. Để nó đẻ lan ở ngoài sao không nội. Đẩy xe đâu ba? Đẩy ra đây cho nó công. Nhà tao đất thênh thang mà đẩy chi ra ngoài. Thôi mày ở tổng chó không à, vô tổng rồi chó cắn chết. Ui nãy giờ chắc chó không cắn mày ha. Mày đã nãy giờ mày làm nè. Tao sợ chó dữ lắm mày ơi. Tao uống nước đi. Rồi xuống đây đi, tao kể cho nghe. Bây giờ để tao kể sự tích con gà này cho mày nghe ha. Ừ. Là hồi nãy vậy nè. Sao? Tao vô nhà mày chơi. Ừ. Cái tao thấy con gà tao ướp bội. Ờ. Xong cái tao bắt tao mặn. Rồi tao rủ mày về ăn luôn á. À. Thì đó tao đâu có mua đâu, chứ không phải ăn chùa là gì. Ủa bội ở đâu hả? Cái bội nằm trong đó đó. Đó, ngay chỗ mẹ mày đang ấy luôn á. Thấy không? Gà nào? Gà tao. Hả? Gà mái đẻ của tao. Thì nó vô trong này rồi nè. Nghĩ mặn gà cho mày ăn rồi còn... Gà đẻ của tao đó. Thì tao mặn cho mày ăn đòi nữa. Vô đây biết lại tao. Nghĩ sao hả? Gà đẻ của tao ướp bội à. Mặn ăn. Mời mình ăn ngon lành luôn. Giờ mới biết á. Ủa mà tao có cho mày ăn không? Có. Thì mày cũng có ăn rồi. Mày về mày đền gà khác cho tao à. Mệt quá. Không có ngon lành gì hết á. Biết vậy nãy đốt xe mà luôn rồi. Thôi tự dọn nghe con gà. Cảm ơn nha. Gà ngon ghê luôn nhé. Nó mệt ghê cha. Ăn no mà gặp mày dí chạy nữa. Ừ. Mày no. Thôi giờ chuyện gì còn có đó nha. Ừ. Vô đây làm sao? Hứa nghe, không quýnh tao nghe. Ừ. Tao cầm đây trước. Có gì mày quýnh tao tao trả thù á. Nè bây giờ tao nói con nghe nè. Con gà này của mày ướp bội đây. Ừ. Thì tao bắt tao mặn rồi tao chia mày tao cho mày ăn luôn rồi. Thì giống như là mày có vốn rồi tao có công vậy thôi, tao mặn tao nấu sẵn cho mày ăn rồi. Được không ta? Lời luôn á. Được không anh em? Được. Thấy lấn cấn gì đây á. Lấn cấn bay là lúc quần bay. Mà ăn gà của tao đẻ mất tiêu rồi. Thì mày ăn vô họng mày vô bụng mày nãy giờ mày hỏi hoài. Tao bắt mày đẻ thôi em gà. Thế gà. Tao thấy cái con này nè, hồi nãy nó đứng nó gút 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 cái đầu mà tao sợ chiều nay nó cúm nó chết phải không mày. Nhầm khi nó đang rặn đẻ là mày á. Thôi điên mày, mày để nó ngoài nắng sáng giờ rồi. Người ta còn chết chứ đừng nó con gà. Thấy mắt rượi mà nắng đâu mà nắng. Mắt rượi mày hay mày hỏi caramel nãy ơi. Có không mày? Nắng lắm mày. À tao sợ nó chết ẻo rồi tao mới mặn tao cho mày ăn. Ủa thí dụ mày về cái bộ da chỗ khác cũng được ha. Về đi đâu? Về qua chỗ mát. Về đi chỗ mát là lấy gì gà đâu cho mày ăn. Đẩy xe cũng hết nổi. Ok anh em ơi, thì Tú sẽ kết thúc clip này tại đây nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem video của Tú nha. Thảo chứ. Nếu anh em thấy thích cái video này cho Tú xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều luôn. Bye bye. Gặp lại anh em nha. Chạy lẹ chứ để hồi nghĩa nó dí chết. Vậy nghe nghe. Sao nghe? Vui vẻ ông quạo nha. Vui. Ừ. Nhớ nghe vui vẻ ông quạo nha. Ok. Ừ, mần sẵn cho ăn sẵn luôn, coi như thằng có của thằng có công vậy thôi. Ráng ăn đi, tranh thủ ăn đi, gà của mày á. Có vậy ăn cho hết chịu. Ừ. Ok anh em ơi, giờ cho caramel với Nghĩa chiến đấu tiếp nha. Còn đây cả nửa con nữa. Đó nói chung là còn cũng khá là nhiều.
Tại Tú ăn thì có cái đùi với cái phao câu với miếng cái lườn à. Đó. Caramel ăn à. Chấm nè, cái tặc ăn cay không được mà chấm cho cố vô nè. Hồi nãy anh em nghĩ sao, cái cây cốc này có con trái một à. Mà nó hái trái cốc vô. Cái nó chấm với cái mộ cái dĩa muối ớt này nè. Chấm vô một cái ha. Rồi hết xong cả nước luôn. Quất hết cả nước luôn. Trời ơi trời, chịu đời nổi không? Rồi ăn vui vẻ đi. Chứ mày nói chuyện hoài hồi tao quạo luôn á. Quạo. Wow.